Không phải nói về ý tưởng từ cái logo của một thương hiệu đình đám, mà đây là thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp. Vì thiết kế này hình tròn và bên trong là những cái họa tiết rất là đẹp. Và mặt dây thắt lưng này phù hợp dành cho cả nam và nữ. Nếu như size nam thì mình làm size to hơn, và nữ mình làm size nhỏ hơn. Hoặc nếu như tùy vào thân hình của mỗi người, tùy vào thân hình của mỗi quý khách mà mình có thể chọn size cho mặt dây thắt lưng này. Và cụ thể Kỳ Lăng sẽ đo cái mặt dây thắt lưng hiện tại mà Kỳ Lăng đang review. Đường kính là 51,5. Đường kính chiều dài mặt 50, 55.